định thức con cấp K của một cái định thức D cho trước á, nó là định thức có được bằng cách từ định thức D ta chọn ra các phần tử nằm trên giao điểm của K dòng và K cột nào đó. Nghĩa là thế này nè, đầu tiên mình có một định thức D, sau đó em chọn ra K dòng nào đó tùy ý, K cột nó tùy ý, thì giao điểm giữa các cái K dòng và K cột đó, mình lôi các cái phần tử nằm trên giao điểm đó thì ta tạo nên một định thức, thì định thức đó gọi là định thức con của định thức D và nó là một định thức cấp K. À, ví dụ như thế này. Chọn ra một định thức con cấp 3 và một định thức con cấp 2 của định thức sau đây. Định thức D này là một cái định thức cấp 5. Bây giờ mình chọn ra một định thức cấp 3. Nghĩa là sao? Nghĩa là mình sẽ chọn ra ba dòng tùy ý, mình chọn tùy ý ba cột. Ví dụ như ta chọn dòng thứ nhất, dòng thứ hai, dòng thứ tư. Chọn thêm ba cột nữa, ví dụ ta chọn cột thứ nhất, cột thứ hai, cột thứ năm. Thế thì ta lôi các cái phần tử nằm trên giao điểm của các dòng các cột mà ta chọn đó, thì ta được một cái định thức con cấp 3 của định thức D. Đây, 1, 3, 2 nè, 1 nè, 3 nè, 2 nè. Rồi, chỗ này là giao điểm, thấy không? 1 nè, 2, 1. Đây là các phần tử nằm trên giao điểm đây, 0, 0 và 2. Chúng là một định thức cấp 3. Ví dụ như em muốn tìm một cái định thức con cấp 2 của D, thì lúc này mình chọn ra hai dòng và hai cột thôi. Ví dụ như lấy cái này đi ha, để mất thời gian, ta bớt đi một dòng và bớt đi một cột. Ví dụ như là ta bớt cái dòng này, ta bớt cột này. Vậy là ta vừa chọn hai dòng và hai cột. Ở đây ta chọn là dòng 1, dòng 2, cột 1, cột 2. Thì các cái phần tử nằm trên giao điểm của hai dòng hai cột này đều là 1 này, 3 này, 1, 2. Đó. Chúng tạo nên một định thức con cấp 2. Đó là cái khái niệm đầu tiên chúng ta cần phải biết trước khi mà vô định lý. Khái niệm thứ hai đó là phần bù của định thức con. Vừa rồi là chúng ta mới học định thức con. Bây giờ phần bù của định thức con nó là cái gì? Người ta định nghĩa như sau. Phần bù MI của định thức con DI cấp K. Nó là một định thức cấp N trừ K. Em thấy nè, định thức con của mình á cấp là K, thì định thức mà phần bù của nó đó, phần bù của nó cũng là một định thức và là định thức cấp N trừ K. Nó có được bằng cách từ định thức D ban đầu ta bỏ đi các phần tử nằm trên K dòng và K cột mà tạo nên cái định thức DI đó. Để em có thể rõ hơn, tôi cho ví dụ nè. Ví dụ như mình hãy chọn ra một định thức con cấp 2 của định thức D sau đây và tìm phần bù của nó trong D. Đây là D. D là một định thức cấp 5. Rồi, trước hết làm gì? Yêu cầu là chọn ra một định thức con cấp 2. Như vậy là mình phải chọn ra K dòng và K cột, hai dòng và hai cột nào đó. Thì mình chọn thôi. Ví dụ như chọn dòng 1, dòng 2. Chọn cột 1, cột 2 như vừa rồi đó. Thì chúng ta có định thức con D1. Đây, 1, 3, 1, 2. D1 nó là định thức con cấp 2 của định thức D này. Bây giờ hãy tìm phần bù của D1 trong D. Thì theo định nghĩa vừa rồi, cái phần bù của D1 đó nó được ký hiệu là M1. Đây là một định thức. Nó cũng là một định thức. Nó có cấp là gì? Thì nếu D là định thức lớn ban đầu cấp 5, D1 định thức con là cấp 2, thì trong định nghĩa vừa rồi nói là M1 này nè là định thức con cấp 5 trừ 2, tức là 3, N trừ K đó cấp 3. Nó là một định thức cấp 3. Mà định thức nào? Thì nó được tạo nên bằng cách là bỏ đi các phần tử mà nằm ở trên các cái dòng, các cái cột mà tạo nên D1 này. Tức là bỏ đi các phần tử nằm trên dòng thứ nhất, dòng thứ hai, cột thứ nhất và cột thứ hai. Vậy thì M1 đây nè, phần còn lại này nè. Đó, M1 là định thức này 410332 trừ 4 trừ 16 là cái nhóm này đây. Ta vừa tìm hiểu nè, định thức con là gì nè. Rồi, phần bù của định thức con là gì nè. Em nhớ nha, phần bù của định thức con cũng là một định thức. Mà nếu như
D là cấp N, DI định thức con cấp K, thì phần bù của nó là định thức cấp N trừ K. Đến phần bù đại số của định thức con, hồi nãy là phần bù, bây giờ là phần bù đại số. Phần bù đại số của định thức con nó là cái gì? Người ta gọi phần bù đại số của định thức con DI, nó là đại lượng mà họ ký hiệu là AI. DI là định thức con nè, MI là phần bù của DI nè, trong D đó. Còn AI, cái này mới, AI là phần bù đại số của định thức con DI. Nó được tính như sau, nó là cái đại lượng được tính là MI, tức là phần bù đại số của DI đó, nhân với trừ 1 mũ. Số mũ là tổng chỉ số dòng và chỉ số cột mà tạo nên cái DI. Để làm rõ hơn, ta lấy ví dụ này. Chọn một định thức con cấp 3 và tính phần bù đại số của nó, của định thức D này đây. Bây giờ muốn chọn ra một định thức con cấp 3 của định thức D này, thì ta phải chọn ra 3 dòng và 3 cột nào đó của nó. Ví dụ, chọn dòng thứ nhất, chọn dòng thứ hai, chọn dòng thứ tư. Chọn cột thứ nhất, cột thứ hai, cột thứ tư. Rất dễ dàng, ta biết được cái định thức con cấp 3. Đây, D1. Ta ký hiệu là D1. 1, 3, 2, dòng thứ nhất. 1, 2, 1 là dòng thứ hai. 0, 0, 2 là dòng thứ ba. Bây giờ, phần bù đại số của nó được ký hiệu là chữ A, A1, mà tương ứng D1 ta đặt là A1. Nó bằng cái gì nè? Em nhớ không nè? Nó bằng gì nè? Trừ 1 mũ. Cái số mũ này nè, nó là tổng chỉ số dòng và chỉ số cột mà tạo nên D1 này. Tạo nên D1 này là dòng ấy, là dòng 1 với dòng 2. Như vậy thì mình một à, dòng 1, dòng 2 và dòng 4. Như vậy là số mũ là 1 cộng 2 cộng 4. Cộng với tổng các chỉ số cột tạo nên D1. Mình có 3 cột tạo nên D1, đó là cột 1, cột 2 và cột 5. Vậy chỗ này mình cộng thêm 1 cộng 2 cộng 5. Tôi nói lại ha, cái số mũ của cái trừ 1 này nè là tổng các chỉ số dòng và chỉ số cột tạo nên cái D1 này. Ở đây là dòng 1, dòng 2, dòng 4. Đây, 1 cộng 2 cộng 4. Và tổng chỉ số cột tạo nên D1 là 1, dòng cột 1, cột 2 và cột 5. Rồi. Nhân với cái gì? Nhân với cái phần bù của D1. Thì định thức và phần bù của D1 trong D này nè là cái định thức nào? Có phải là 4, 1, trừ 4, trừ 1 không? Đó. Đây gọi là phần bù đại số của D1. Cái định thức này tên nè, hồi nãy mình gọi là gì ha? Mình gọi là phần bù của D1, ký hiệu là M1 đó. Còn cái phần bù đại số họ ký hiệu là A1. Mà tại sao họ gọi là phần bù đại số? Tại sao có chữ đại số? Là bởi vì nó có thể âm, có thể dương. Là do cái trừ 1 này nó mũ chẵn này này, hay là mũ lẻ. Nếu tổng trên này mà là số chẵn thì mình ra số 1 dương. Còn nếu như tổng này là một số lẻ thì trừ 1 mũ lẻ là định thức con. Rồi phần bù định thức con và cái phần bù đại số của định thức con. Thì bây giờ ta bắt đầu vào cái khai triển Laplace. Cái định lý nó như sau. Định thức của một ma trận đó, ma trận vuông đương nhiên, nó bằng tổng các tích của mọi định thức con rút ra từ K dòng, hoặc là cột cũng được, rút ra K dòng, hoặc là K cột, với phần bù đại số của chúng. Nghĩa là thế này nè. Có một định thức, em mới quyết định khai triển nó theo bao nhiêu dòng. Ví dụ như em khai triển nó 3 dòng, thì từ 3 dòng đó em mới viết ra tất cả những cái định thức con cấp 3. Rồi làm gì nữa? Rồi em mới tính cái phần bù đại số của các định thức con đó. Xong rồi mình lấy định thức con nhân với phần bù đại số tương ứng của nó, và mình cộng tất cả cái tích đó lại, thì người ta nói nó bằng định thức của cái định thức D, bằng giá trị của định thức D ban đầu. Tôi ghi ra đây các bước làm nè. Đầu tiên là mình sẽ chọn ra K dòng. Bước thứ hai làm gì? Tìm các định thức con DI mà tạo nên từ K dòng này. Bước tiếp theo là tính phần bù đại số AI của từng cái định thức con DI. Và sau đó ta tính tổng. Tổng của các DI AI thì nó ra giá trị của
của định thức D cần tính. Bây giờ ta làm cụ thể đi ha, để cho hiểu nè. Ví dụ, tính định thức sau đây. Định thức trên bảng là một định thức cấp 4. Và trước đây hiển nhiên là mình có thể tính định thức này bằng cách là khai triển theo một dòng nào đó, hoặc khai triển theo một cột nào đó, hoặc là em dùng tính chất để đưa cái định thức này về định thức của ma trận tam giác, rồi sử dụng cái tính chất của định thức ma trận tam giác để tính thức này cũng được. Nhưng bây giờ ta hãy áp dụng cái phương pháp mới, đó là dùng khai triển Laplace để tính định thức này. Thế theo các bước vừa rồi thì đầu tiên chúng ta phải chọn ra bao nhiêu dòng đó hoặc bao nhiêu cột đó để khai triển, tùy mình chọn thôi. Ví dụ như mình chọn ra hai dòng, chẳng hạn là dòng 3, dòng 4. Đây, dòng 3, dòng 4. Sau khi em chọn được hai dòng rồi thì em làm gì nữa nè? Em mới viết ra tất cả những định thức con cấp 2 mà tạo nên từ hai cái dòng số 3 và số 4 này. Em lấy nè, cột thứ nhất đi với cột thứ hai là một định thức con cấp 2, đúng chưa? Rồi cột thứ nhất với cột thứ ba, cột thứ nhất, cột thứ tư, cột thứ hai, cột thứ ba, cột thứ hai, cột thứ tư, rồi cột thứ ba, cột thứ tư, vân vân. Đây, ta liệt kê ra nè. D1. Rồi, chọn cột 1 với cột 2, ta được như thế này. Đây là một định thức con của định thức D ban đầu. D2, chọn cột 1 với cột 3, thì em được là 0060. Đây. Rồi đến cột 1, cột 4, có cái gì nè? À, đây, 0646. Định thức con thứ tư, bây giờ mình đến cột 2, cột 3, 2300. Định thức thứ năm, cột 2 với cột 4, 2346. Định thức thứ sáu, chọn cột 4, cột 5, cột 3, cột 4, em được nè, 0406. Bây giờ liệu là mình liệt kê như vậy nó có đủ chưa? Ở đây là định thức cấp 4, chọn ra hai dòng, mình liệt kê được 6 định thức con. Bây giờ lỡ định thức của mình nó nhiều dòng nhiều cột thì làm sao mình biết là mình liệt kê như vậy nó có đủ không? Thì ở đây á, mình liệt kê được 6, đủ hay không? Thì muốn biết đủ hay không thì em nhớ lại có một cái kiến thức thời lớp 12 đó, kiến thức về tổ hợp. Ở đây ta có tất cả là 4 dòng, xin lỗi, 4 cột, và cứ lấy 2 cột ra thì được một định thức cấp 2. Và nhớ là mình không tráo thứ tự, mình không đổi thứ tự của hai cột. Như vậy thứ tự ở đây là không quan trọng. Mà thứ tự không quan trọng thì từ 6 cột lấy ra 2 cột thì có bao nhiêu cách lấy? Mình có C6.2. Mà C6.2 là 6. Như vậy là mình viết ra 6 định thức con đầy đủ rồi. À, sau khi mình liệt kê định thức con rồi thì mình làm cái gì nữa? Mình sẽ tính phần bù của từng đứa. Sẽ tính phần bù đại số của D1, phần bù đại số D2, D3, D4, D5, D6. Sau đó mình tính tổng. À, định lý Laplace nó là D nó sẽ bằng là sigma y chạy từ 1 đến 6 của DI AI. Y là 1 thì mình lấy D1 nhân A1. Tức là lấy định thức con D1 nhân với phần bù đại số của nó. Tương tự cho D2, A2, D3, A3, D4, A4, D5, A5, D6, A6. Như vậy là bước tiếp theo ta phải tính phần bù đại số của những định thức này. Nhưng em thấy nè, đây là cái tổng. Tổng này gồm có tất cả là 6 số hạng. Mỗi số hạng là tích của hai phần tử là DI với AI. Vậy thì nếu như mà mấy cái DI này nè, nếu có DI nào đó nó bằng 0 thì có phải là một cái số hạng mà có tích, có một thừa số bằng 0 thì cái số hạng đó, cái tích số đó bằng 0 không? À, thì ở đây mình nhận xét nè, mình thấy rằng là D2 nó bằng 0. Vì sao? Mình học tính chất của định thức rồi. D2 có một cột bằng 0. Định thức có một cột bằng 0 thì định thức bằng 0. Như vậy D2 bằng 0. Mình làm cái chuyện này để làm gì? Mình làm chuyện này là để nếu D2 bằng 0 thì ta không cần tính A2. Bởi vì có tính ra đi nữa thì là D2 nhân A2 nó cũng là số 0 thôi. Như vậy thì nếu có một định thức con nào đó nó bằng 0 thì ta không cần tính phần bù đại số của nó. Có đúng vậy không? Như vậy là D2 bằng 0. À, vì có một cột bằng 0. Mất cái này.
D3 thì sao? À, D3 thì thấy là nhân xuống trừ ngược lên, thấy khác không rồi ha. D4 nhìn vô thấy bằng không liền, một cột bằng không. Nó có cột thứ hai bằng không, vậy D4 bằng không. D5 thì sao? Không có cột là bằng không hết, nhưng em thấy này, có phải là cột thứ hai nó gấp đôi cột thứ nhất không? Vậy là nó có hai cột tỷ lệ với nhau. Mà định thức có hai cột tỷ lệ với nhau, cột này gấp đôi cột này nữa thì định thức bằng không. À, định thức nó bằng không. D6 bằng 0 vì có một cột bằng 0. Ở đây á, các định thức con này nó cấp 2 thôi. Cho nên là nếu em không nhận xét được như vậy á, thì em nhân chéo trừ ngược lên, tức là tính luôn cái giá trị của nó thì em cũng thấy kết quả. Tuy nhiên nếu như định thức con này là cấp 3, cấp 4 thì việc nhận xét ra cái định thức bằng 0 bằng tính chất thì nó hay hơn, nhanh hơn nhiều. Như vậy thì D bây giờ chỉ còn là gì nè? Chỉ còn là bằng D1A1 cộng với D3A3 mà thôi. Vậy bước tiếp theo chúng ta sẽ làm là đi tính cái phần bù đại số của D1, tức là tính A1, và tính phần bù đại số của D3, tức là A3. Đây là định thức ban đầu. D1 đây. Mình sẽ tính D1A1. Thì D1 tính giá trị trước này, nhân chéo trừ ngược lên. Rất dễ, trừ 12. Đây, 0 trừ 12, tức là trừ 12. Ta đi tính phần bù đại số của D1, tức là A1. Theo định nghĩa thì A1 nó bằng gì nè? Bằng trừ một mũ. Cái số mũ này nó là tổng các cái chỉ số dòng và chỉ số cột tạo nên D1. D1 tạo nên từ dòng nào? Từ dòng 3 và dòng 4. Như vậy số mũ này sẽ là 3 cộng 4, tổng hai chỉ số dòng. Và nó được tạo nên từ cột thứ nhất và cột thứ hai. Đúng chưa? Vậy thì mình sẽ cộng trên số mũ này, 1 cộng 2. Cái số mũ này, nói lại, nó là tổng của chỉ số dòng và chỉ số cột tạo nên D1. Nhân với cái phần bù của D1 trong D. Phần bù của D1 trong D là cái định thức có được bằng cách là từ định thức D này mình bỏ đi các cái phần tử nằm trên những cái dòng và những cái cột mà tạo nên D1. Là dòng nào? Là dòng 3, dòng 4. Bỏ đi các phần tử nằm trên dòng 3, dòng 4. Và cột 1, cột 2. Đây là tạo nên từ cột 1, cột 2. Bỏ đi. À, bỏ đi. Dòng 3, dòng 4, cột 1, cột 2. Vậy thì em còn này. Có phải là định thức là cấp 2, 3, 5, 5, 0 không? Đây, 3, 5, 5, 0. Đây là cái định thức phần bù của D1 trong D này và tính giá trị của nó. Thế đây là trừ 1 mũ bao nhiêu? 4 cộng 3 là 7 nè, 3 là 10. Như vậy là trừ 1 lũy thừa 10, trừ 1 mũ chẵn, vậy ra đây là số 1. Nhưng với định thức này thì cấp 2 dễ rồi, nhân xuống trừ ngược lên. Như vậy kết quả ta thấy là trừ 25. Vậy là mình vừa tính xong cái cặp thứ nhất D1A1. Vừa rồi mình nói là cần phải tính thêm cái gì nữa? D3A3 tụi em ha. D3. D3 đây này. D3 là cái định thức con 040 0466. Rồi. Ta tính giá trị của nó. Thì cái này nhân xuống trừ ngược lên, ta được là trừ 24. Tính xong D3. Tính xong D3 thì phải tính tiếp A3, tức là phần bù đại số của D3. Ta làm tương tự như A1. Thì A3 bằng trừ 1 mũ. Số mũ của nó là gì? Tổng của chỉ số dòng và chỉ số cột tạo nên D3. D3 tạo nên từ dòng 3, dòng 4. Cho nên số mũ trên này đầu tiên là 3 cộng 4. Cộng với tổng hai cái chỉ số cột tạo nên D3. Em thấy là 0646 là cột nào? 0606 này là cột thứ nhất. 46 này là cột thứ tư. Như vậy chỗ này phải cộng thêm 1 cộng 4. Em hiểu chưa? Nhân với cái định thức này là phần bù của D3 trong D. Tức là cái định thức mà có được bằng cách là bỏ đi những cái dòng và cái cột tạo nên D3, bỏ hai dòng cuối. Bỏ dòng nào nữa? Bỏ cột nào? Bỏ cột 1 và cột 4. Đây. Bỏ hai dòng dưới và bỏ cột 1, cột 4. Thì ta coi nè, 1, 3, 1, 5. Đây, 1, 3, 1, 5. Cái số mũ của trừ 1 là bao nhiêu? 3 cộng 4 là 7 nè. Cộng 1 là 8, cộng 4 là 12. Trừ 1 mũ chẵn. Rồi, nó ra số 1.
Định thức này nhân xuống trừ ngược lên cho ta kết quả là 2. Ta vừa tính xong cặp thứ hai D3 A3. Đến đây thì theo Laplace thì D nó bằng lấy D1 nhân A1. Đây, lấy trừ 12 nhân trừ 25 cộng với D3 A3, tức là lấy trừ 24 nhân với 2. Chỉ việc tính toán ta có kết quả D bằng 252. Tôi vừa trình bày cho em một cái cách tính định thức mới, đó là dùng Laplace để tính định thức. Lấy một ví dụ khác. Đây là một định thức cấp 5, vừa rồi cấp 4. Đây là định thức cấp 5. Định thức cấp 5 này tôi cho nó hơi đặc biệt. Em thấy cái nhóm này là số 0 này. Trong cái dòng thứ nhất và dòng thứ hai nó có cái nhóm số 0 khá nhiều đây. Và tôi quyết định rằng là chọn cách tính định thức này bằng cách khai triển theo dòng 1 và dòng 2. Bởi vì thấy nó có số 0 nhiều đó. Chọn dòng 1 và dòng 2. Các em làm tương tự như hồi nãy ha. Chọn dòng 1 và dòng 2 đây. Chọn dòng 1, dòng 2. Tiếp theo ta làm gì nè? Ta sẽ đi viết tất cả những định thức con nào tạo nên, định thức con cấp 2 nào mà tạo nên từ hai cái dòng này. Ta cứ lấy cột thứ nhất với cột thứ hai, cột thứ nhất với cột thứ ba, cột thứ nhất với cột thứ tư. Ta cứ làm liên tục như vậy. Ta liệt kê ra hết. Nhưng vừa rồi mình cũng có một cái kinh nghiệm rằng là khi mà mình viết tất cả những cái định thức con của nó ra đó, thì nếu cái định thức con nào mà bằng 0 á, thì rõ ràng là mình không cần tính nữa. Bởi vì sao? Bởi vì trong cái định thức D đó, thì nó là tổng của các DI nhân AI. Mà nếu có DI bằng 0 thì không cần tính AI. Đúng chưa? Và thậm chí là nếu nhìn vô thấy DI bằng 0 thì cũng không cần viết ra luôn. Đúng thời gian. Thì em thấy nè, từ hai dòng này nè, nếu chọn ra cột thứ nhất với cột thứ hai thì mình sẽ có được D1. D1 là 1328. Lấy cột 1 đi với cột 3, cột 1 đi cột 4, cột 1 đi với cột 5, tất cả định thức con đó đều có một cột bằng 0. Đúng chưa? Không cần viết ra. Bây giờ lấy cột thứ hai đi với các cột còn lại thì cũng vậy, 38 đi với 00 có một cột bằng 0. 38 đi với cột thứ tư hay là cột thứ năm thì trong định thức con đó cũng có một cột bằng 0. Vậy thì định thức con đó bằng 0. Cho nên trong cái tổng D cần tính, ta không cần viết nó ra, các cái DI đó cũng được. Như vậy thì chỉ còn là cái D1 thôi. Em thấy là nhờ mình chọn rất là khéo léo, mình chọn dòng 1, dòng 2 như thế này nè. Cho nên trong các cái định thức con tạo nên từ hai cái dòng 1, dòng 2 này, mình chỉ có được một định thức con khác không là D1 thôi. Như vậy thì mình chỉ cần tính A1 tương ứng của nó mà thôi. Định thức này nó khác không vì bằng 2, dễ thấy 8 trừ 6 bằng 2. Bây giờ ta tính A1. Theo định nghĩa thì A1 nó bằng trừ 1 mũ. Mũ gì các anh nhớ không? Tổng chỉ số dòng và chỉ số cột tạo nên D1. Dòng nào? Dòng 1 với dòng 2. Như vậy chỗ này 1 cộng 2. Cột nào? Cột 1, cột 2. D1 tạo bởi dòng 1, dòng 2 và cột 1, cột 2. Vậy thì cộng trên cái số mũ này 1 cộng 2. Nhân với gì nữa nè? Nhân với cái định thức, là cái định thức bù của D1 trong định thức D này. Bây giờ muốn có cái phần bù của D1 thì em bỏ gì? Em bỏ dòng 1, dòng 2 và hai cái cột mà tạo nên D1, đó là cột 1 với cột 2. Thì em được phần bù của D1 là một định thức cấp 3. Đây, định thức đó là 213 này, em thấy không nè? 312 đây. 426. Ta nhớ lại coi. D cấp 5. D1 định thức con cấp 2. Phần bù của nó cấp 3. Đúng rồi, phần bù là có cấp là n trừ k mà. Và ta chỉ việc đi tính A1. A1 tính bằng 0. Tại sao? Thì em thấy nè. Cái định thức này nè, có gì đặc biệt không? Dòng thứ nhất của nó là 213. Dòng thứ ba của nó là 426.
có phải là cái dòng thứ ba nó bằng hai lần dòng thứ nhất không? Mà một cái định thức có hai dòng tỷ lệ như vậy thì định thức bằng không. Như vậy thì không nè, nhân với số 1 phía trước, kết quả A1 bằng 0. D bằng gì? Thì D bằng tích của D1 với phân bù đại số của nó. Như vậy ta có 2 nhân 0 bằng 0. Em thấy là cái định thức này nè, cấp của nó là cấp 5, cấp khá cao. Nếu em khai triển nó theo một dòng nào đó hoặc một cột nào đó cũng tương đối phức tạp đó, tương đối phức tạp. Mà nếu em biến đổi nó về mặt định tam giác để tính định thức thì cái việc làm đó cũng dài. Mà ở đây mình dùng Laplace, mình tính rất nhanh, nó chỉ có một định thức con khác không, một cái D1 tính tương ứng của một A1 ra kết quả liền. Như vậy đây cũng là một cái ưu thế của cái việc tính định thức bằng Laplace. Thế trong trường hợp nào thì mình dùng Laplace nó có hiệu quả? Thì ta thấy như thế này nè, vừa rồi ta tính cái định thức của chúng ta đó, nó có dạng hơi đặc biệt, hơi đặc biệt. Em thấy là cái dấu bằng không không? Hơi đặc biệt. Nếu tôi ngăn nó ra, tôi ngăn nó ra đây, tôi ngăn phần bằng không này riêng nó ra, nó tạo thành 4 ô nè, ô thứ nhất, ô thứ hai, ô thứ ba, ô thứ tư. Nếu ngăn cái phần không này ra nè, mà hai cái phần này đây nè, đó là cái gì? Hồi nãy của mình là cái gì anh nhớ không? Đó là D1 của mình đó. D1 đó. Cái phần phía dưới này nè là cái định thức bù của D1 trong D nè. Hồi nãy mình ký hiệu là M1 đó. Thì nếu em ngăn cái định thức ban đầu ra thành 4 phần như vậy nè, mà cái D1 với cái M1 của em á, nó là có số dòng bằng số cột bằng nhau, tức là chỗ này nè, nó là một cái ma trận vuông đó. Thì hồi nãy em có nhớ là cái D của mình á, mình tính là bằng D1 nhân A1 đúng không ạ? Tức là lấy định thức con nhân phần bù đại số của nó. Và vừa rồi mình tính như thế này tên nè, D1 thì để nguyên nè, còn A1 đó, có phải là vừa rồi mình tính là bằng -1 mũ 1 cộng 2 rồi cộng 1 cộng 2 nhân M1 không? Và em thấy đây, 1 cộng 2 nè, ở đây 1 cộng 2 nè. Ở đây cái góc này nè là mình lấy dòng 1 dòng 2. Ngay cái góc này thì đương nhiên là cột 1 cột 2. Như vậy là cái 1 cộng 2 này được tính 2 lần. Mà 2 lần với 1 cộng 2, 2 lần một cái gì đó là số chẵn. Như vậy là trên số mũ này là số chẵn nè. Mà -1 mũ chẵn là 1. Cho nên nó chỉ còn lại là cái gì? D1M1. Vậy thì với danh sách này nè, em thấy là nếu cái định thức ban đầu của mình á, mà khi mình ngăn nó ra, ngăn cái số 0 này ra, nó tạo thành 4 ô như vậy nè, mà hai cái ô chéo này nè nó là ma trận vuông đó, thì dễ lắm. Muốn tính định thức D này nè, ta chỉ việc lấy định thức D1 nhân với định thức M1 là có kết quả. Và cũng không phải là chỉ có cái số 0 nằm ở vị trí này đâu. Nếu như cái ma trận A mà cần tính định thức á, nó có dạng như nè, B0CD, tức là giống cái dạng của mình đây nè, B nè, đây là 0 nè, CD. Hoặc là nó có dạng gì tên nè, không nằm ở đây cũng được, tên 0BDC như thế này nè. Hoặc là không nằm ở vị trí này nè. Hoặc là không ở vị trí này cũng được. Thì nếu như cái ma trận A của mình nó có một trong bốn dạng này. Nhưng lưu ý thêm là cái B và D này nè, nó là ma trận vuông. Tại vì ma trận vuông thì mới có định thức. Thì lúc đó muốn tính định thức D, tức là định thức của ma trận A đó, định thức ma trận A nó bằng định thức của B nhân định thức của D, lấy hai cái đứa này nhân nhau, rất đơn giản. Như vậy là cho đến thời điểm này là chúng ta đã biết ba phương pháp để tính một cái định thức. Thứ nhất là mình có thể tính định thức bằng cách là khai triển theo một dòng nào đó hoặc một cột nào đó tùy chọn. Và hiển nhiên là mình có kinh nghiệm rồi. Nếu mình chọn một dòng, một cột thì mình sẽ chọn cái dòng nào hoặc cái cột nào mà có càng nhiều số 0 chừng nào thì được tính càng đơn giản. Đúng chưa? Cách thứ hai đó là mình sử dụng cách linh hoạt các cái tính chất của định thức để tính định thức. Và vừa rồi bổ sung thêm một phương pháp nữa, đó là định lý Laplace. Khai triển không phải là theo một dòng hoặc một cột, và bây giờ mình mở rộng ra, mình có thể khai triển theo ca dòng hoặc ca cột nào đó tùy mình chọn.
Và nếu như cái định thức D của mình là nó rơi vào nó định thức của ma trận mà rơi vào một trong bốn dạng này thì mình làm thật là nhanh luôn, không cần tính các định thức con. Định thức của A bằng định thức của B nhân định thức của D. Bây giờ chúng ta nên có một cái nhìn, một cái hệ thống hơn về cái bài định thức mà chúng ta đã học trong các tiết vừa qua.